Này tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Kumarakasapa trú tại Andavana, rồi một vị thiên đêm đã gần tàn. Với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andavana, đến chỗ tôn giả Kumarakasapa ở. Sau khi đến, bèn đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả Kumarakasapa: Tỷ kheo, tỷ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một bà la môn nói như sau: Này kẻ thí, hãy cầm gươm và đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một then cửa. Thưa tôn giả, một then cửa. Vị bà la môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con nhái. Thưa tôn giả, một con nhái. Và vị bà la môn nói: Này kẻ trí, hãy đem con nhái lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con đường hai ngã. Thưa tôn giả, một con đường hai ngã. Vị bà la môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy con đường hai ngã lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một đồ lọc sữa. Thưa tôn giả, một đồ lọc sữa. Vị bà la môn nói: Hãy lấy đồ lọc sữa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con rùa. Thưa tôn giả, một con rùa. Vị bà la môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con dao phay. Thưa tôn giả, một con dao phay. Vị bà la môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy con dao phay lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một miếng thịt. Thưa tôn giả, một miếng thịt. Vị bà la môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con rắn hổ. Thưa tôn giả, con rắn hổ. Vị bà la môn nói: Hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ. Này tỷ kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo, ta không thấy ai trên cõi đời với chư thiên, các ba vương với phạm thiên, các chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai hay những ai đã được nghe hai vị này. Vị thiên ấy nói như vậy, sau khi nói xong như vậy, vị ấy biến mất ở nơi đây. Rồi tôn giả Kumarakasapa sau khi đêm ấy đã mạng, đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Kumarakasapa bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đêm nay một vị thiên đêm đã gần tàn, với hào quang cực rỡ chiếu sáng toàn thể Andavana, đến chỗ con ở. Sau khi đến liền đứng một bên. Khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với con: Tỷ kheo, tỷ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một vị bà la môn nói như sau: Này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một then cửa. Thưa tôn giả, một then cửa. Vị bà la môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con nhái. Thưa tôn giả, một con nhái. Và vị bà la môn nói: Này kẻ trí,
hãy đem con nhái lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con đường hai ngã. Thưa tôn giả, một con đường hai ngã. Vị Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy con đường hai ngã lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một đồ lọc sữa. Thưa tôn giả, một đồ lọc sữa. Vị Bà La Môn nói, hãy lấy đồ lọc sữa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con rùa. Thưa tôn giả, một con rùa. Vị Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con dao phay. Thưa tôn giả, một con dao phay. Vị Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy con dao phay lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một miếng thịt. Thưa tôn giả, một miếng thịt. Vị Bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con rắn hổ. Thưa tôn giả, con rắn hổ. Vị Bà La Môn nói, hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ. Hãy đảnh lễ con rắn hổ. Này tỷ kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời tôn giả như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Này tỷ kheo, ta không thấy ai trên cõi đời với chư thiên, các ba vương với phạm thiên, các chúng sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai hay những ai đã được nghe hai vị này. Bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói như vậy, nói xong liền biến mất tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, gò mối là gì? Cái gì phun khói ban đêm? Cái gì chiếu sáng ban ngày? Ai là Bà La Môn? Ai là người có trí? Cái gì là cây gươm? Cái gì là đào lên? Cái gì là then cửa? Cái gì là con nhái? Cái gì là con đường hai ngã? Cái gì là đồ lọc sữa? Cái gì là con rùa? Cái gì là con dao phay? Cái gì là miếng thịt? Cái gì là con rắn hổ? Này tỷ kheo, gò mối là đồng nghĩa với cái thân do bụng đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Này tỷ kheo, cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói. Này tỷ kheo, cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. Này tỷ kheo, Bà La Môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Này tỷ kheo, người có trí là đồng nghĩa với tỷ kheo hữu học. Này tỷ kheo, cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Này tỷ kheo, đào lên là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. Này tỷ kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh. Đem then cửa lên là từ bỏ vô minh. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ, hiềm hận. Đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ, hiềm hận. Này kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con đường hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc. Đem con đường hai ngã lên là từ bỏ nghi hoặc. Là kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm triền cái, dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm tụy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái,
nghi hoặc thiền cái, đem bỏ đồ lọc sữa lên, là từ bỏ năm thiền cái. Này kẻ có trí cầm gươm đào lên, là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Đem con rùa lên là từ bỏ năm thủ uẩn. Này kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con dao phay là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn. Lấy con dao phai lên là từ bỏ năm dục trưởng dưỡng. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham. Lấy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham. Này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. Này tỷ kheo, con rắn hổ là đồng nghĩa với vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Hãy để con rắn hổ yên, chứ đụng chạm con rắn hổ. Hãy đảnh lễ con rắn hổ là ý nghĩa này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh